Chào các bạn, thì mình đi làm. Hôm nay cũng khoảng 2 tháng mấy 3 tháng thì mình mới về nhà và mình thăm lại những cái cây dừa của mình đó các bạn. Thì cái trong đó có một cây dừa mà hôm rồi mình rất thích nhất nhưng mà nó bị đua ngăn các bạn. Thì hôm nay mình quay trở lại mình cho các bạn xem ha. Chỉ có một con đua mà phải nó ăn cây dừa sâu cho các bạn. Thì tới nay nè các bạn xem mình thấy không? Cái vết thương nó đã lành rồi, cây dừa thì nó lành rồi nè. Nhưng mà nó đã bị chết một rất là nhiều các bạn. Cây dừa mất sức dữ lắm. Ha. Ở đó con đuông ở đây nè, các bạn nhớ cái video trước của mình không? Nó ăn dài lên đây nè. Nếu mình moi lên tới trên này luôn nè. Cái này thời gian dừa rồi thì ba mình có bôi thuốc cho thêm nè. Để diệt nấm khuẩn á. Các bạn để mình quay tổng quát cho cây dừa mình các bạn xem luôn ha. Đó. Cây dừa mất sức, các bạn thấy bị đuông ăn rồi là nó mất sức chỉ một con thôi. Mình phát hiện đuông thì mình đã diệt hết rồi nhưng mà còn sót lại một con. Hôm rồi mình có bắt hai con đuông cho bạn xem á, ngay cây dừa này luôn nè, ở video trước á. Thì cây dừa này cái gốc rất là lớn, một người ôm hết á. Nhưng mà nay là nó mất sức rồi. Nên cây dừa của mình bạn xem không, nó không có ra lưỡi mèo luôn nè, nó cao lên luôn ha. Cao lắm nhưng mà nó không ra lưỡi mèo luôn tại vì nó mất sức lắm nè. Cũng 2 tháng mấy mình không có ra cây dừa nên mình không có chăm sóc. Nên nó cũng bị để lên nấm nè các bạn. Dừa. Nó tét bẻ nè các bạn thấy không? Cái bẻ nó tét cái gì đó là con đuông nó sẽ đục vô đây nè, hở mình xịt thuốc dễ vô đây nè nên con không có con đuông nó sống ở đây được hết. Mình bắt hai con ở đây rồi, những cái dừa này mất sức thì những cái bẻ sau nó không bị tét nữa nhưng mà nó không có lên lưỡi mèo nữa, các bạn thấy không? Thì mình bận đi làm nên cũng ít về. Thì các bạn nào nghĩ trồng dừa là dễ dàng nên thì các bạn không nên nghĩ như vậy. Thì bạn trồng dừa thấy cái cực lắm nha các bạn. Phải chăm sóc thường xuyên nó mới ấy được, nó mới tốt. Mình không dừa lá rất là xum xê các bạn. Đáng lẽ là nay đợt này là trái sẽ rất là nhiều rồi nhưng mà bị đuông thôi. Mình đã diệt ổ đuông rồi chỉ còn sót là một con thôi mà nó làm cái dừa mất sức đến như vậy đó các bạn. Còn cái dừa kế bên đây, cái dừa này không bị đuông nhưng cái loại giống dừa này nó khác, con thấy không? Cái dừa này nó không tốt bằng cái dừa kia. Cái này tại lâu rồi mình không làm lưỡi mèo này. Nó ra lưỡi mèo nè các bạn, mình không có làm tơ, lưỡi mèo tự nó bung nè, nó lên lưỡi mèo rồi đó. Nói, cây này nó không tốt bằng cây bên kia nhưng mà nay cái này vẫn ra lưỡi mèo rồi, nhưng mà cây bên kia không ra. Có một thời gian mình không chăm sóc bạn thấy không, đuông nhiều lắm, đuông ăn nó để là hậu quả nè. Hầu như các bạn không kỹ là bè nào cũng bị đuông hết. Đó. Thì các bạn thấy không, cây dừa này cũng bị đuông nè. Khi nhìn đuông á các bạn không phải lợi sâu cây dừa, bạn đứng từ xa nhìn thấy cái đọt nó bị hư các bạn, gãy nè. Không cái đọt nó gãy nó sụ xuống nè thấy không? Sụ đọt xuống. Thì là cái dừa này là nó bị đuông tấn công rồi. Nhưng mà bị phát hiện ở giai đoạn này thì cây dừa của bạn là coi như bị mất sức đó. Bên này nó cũng đã ra một cái lưỡi mèo bung mà mày không đầu trái được. Tại hôm rồi mình đắp đất lên thêm các bạn. Đắp hầm đây thấp nhưng mình đắp lên thêm nè. Nên chỗ này nó bị ẩm, khuẩn nó phát triển. Thì hôm nay là mình quay lại cái video về cái thăm lại cái cây dừa mà bị đuông ăn hôm rồi. Mình đã cứu nó sống đó các bạn. Và cây dừa kế bên thì mình so sánh cho các bạn xem. Thì hai cây dừa này ngày xưa là nó không tốt, sức nó yếu hơn nhưng mà nay nó đã ra lưỡi mèo rồi, chuẩn bị có trái rồi. Nhưng cây dừa bên đây là rất là tốt nè, bên đây bỏ lóng rất là cao nè, nó cao ở đây là tầm này là khoảng một thước rồi nè. Cây dừa rất là lớn nhưng mà bị đuông quá phá, có còn một con nó ăn thôi mà cây dừa mình mất sức đến như vậy. Nhưng mà cây dừa này có thể thì cũng khoảng 6-7 tháng nữa, là theo mình 6-7 tháng nữa thì cũng có thể có lưỡi ra lưỡi mèo lại các bạn, nó sẽ phục hồi lại. Thì mình đi làm mình ít về nên cây dừa của mình, cái vườn dừa mình rảnh mình chăm sóc chứ nên trái nó không có được cây dừa khác. Nhưng mà cũng đủ để uống nước các bạn, nay 2 năm mấy, 3 năm rồi, gần 3 năm rồi. Thì cũng đã trái lai rai rồi. Để lúc nào rảnh mình sẽ quay cái video
về trái u những cái cây dừa mà có trái cho các bạn xem. Thì trong vườn mình cũng một mớ cây có trái đây nha. Đây xung quanh đây. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video sau nha. Mình rất mừng là cây dừa này của mình đã sống lại rồi. Xin chào các bạn.